Lượm lại rửa lên. Lượm lên rửa lại. Cầm hồi mỗi tay không bị cái nào hết trơn không? Mỗi tay chưa? Mỗi chưa? Rồi đó, cái đó mềm đó. Chính rồi đó. Oh yeah. Tôi dịch cái cành á, tôi dịch gãy cái cành á. Cầm hai cái tay xa nhau ra. Cầm hai cái tay xa nhau ra vậy nè, Bôn. Cái tay chứ, cái tay luôn. Luôn xuống, dịch lên xong cầm vững nữa. Phải xa nhau ra thì mới vững được. Đấy hả? Đấy hả? Chưa? Nằm lùi xuống phía dưới thì nó mới cao lên được, còn nhướng đâu tới được. Long long tránh ra long. Đây đây để tôi lựa cho. Bẻ một trái mà. Cái ngoài phải ngọt lắm. Cái này phá lệ luôn.